Ok, hello và chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với 301 con nhân vật Pacifist anh em nhé. Con này thì với tính chất của nó thì nó khá giống với lại con Polis. Nó là khá giống ở chỗ là khi mà anh em mình không giết quái thì nó sẽ cộng cho anh em mình khá là nhiều material và XP nhá. Tính chất này là cực kỳ giống với lại con Polis này, giống y hệt luôn, chỉ khác là cái tỷ lệ nó cộng vào thì ít hơn con Polis một chút thôi. Con Polis là 0.8 mà con này là 0.65. Đó, anh em mình sẽ bắt đầu với một cái lumberjack shirt, tức là cái item này này anh em này, cái item áo sơ mi là có đánh cây một phát là chết luôn này. Đấy. Và trừ 100 dam cơ bản, trừ 100 dam kỹ sư. Anh em nhìn trong cái chỉ số dam nhá. Âm 30.000 dam và âm 30.000 dam kỹ sư. Anh em mình sẽ không chơi dam trong cái trận đấu này. Dam đánh chỉ 1 với 2 dam thôi là nhiều lắm rồi. Còn anh em mình sẽ dựa hoàn toàn vào cái knockback nha anh em nhá. Anh em đang thấy cái búa Toy Hammer này của mình, nó đang có knockback ở cái con số là 44, tức là đẩy lùi anh em nhé. Anh em mình sẽ giết quái bằng cái việc là đẩy lùi quái chứ không dựa vào đam nha. Đam của anh em mình chỉ có một đam thôi, chỉ có một đam để đánh thôi, nhưng mà anh em mình sẽ vẫn sẽ giết được mấy con quái mà con dựa vào cái knockback nha anh em nhé. Còn một số con quái đặc biệt thì anh em mình không đánh được bằng knockback thì kệ nó, anh em mình tính sau. Ok, quy 9 anh em này, chiến nào. Ấy anh em thấy không, thấy knockback không? Nó bách đẩy lui liên tục kìa. Đấy. Nó đẩy nhá. Nó đẩy ra xa hàng mét luôn ấy. Xong rồi nó lại chạy vào. Là mình cứ đẩy như này thôi. Đẩy này. Đấy. Đây là cái số lượng knockback của mình nó còn chưa nhiều đấy. Nếu như mà cái knockback của mình nó mà nhiều nhá, anh em mình có thể đánh một phát là chết quái luôn đấy, chứ không phải đẩy ra xa như này đâu. Đẩy này, dầu nhất đây, đẩy, dầu nhất đây, đúng rồi, đẩy nó phải như thế này chứ anh em nhở, đẩy nó phải như thế này chứ, ấy, giết dần giết mòn là chết quái mà, ấy, nếu như bây giờ mình có thêm cái knockback vào thì đánh bọn này nó còn dễ hơn cơ. Do là cái knockback nó vào thì nó sẽ giúp anh em mình đánh quái nó tích cực hơn. Ui. Do là nhiều quái còn sống nên nó cộng cũng khá là nhiều XP và Mercurial kìa. Mình đang có ở đây là bao nhiêu? 200 năm mấy nghìn Mercurial rồi, đến cái tầm này thì quá nhiều Mercurial luôn. Giáp này, may mắn này, harvesting. Này thì thực ra là anh em mình không cần phải lấy thêm đam hay cái gì đâu. Này lấy gọi cho nó qua cái lúc mà anh em mình lấy chỉ số thôi. Chứ còn bây giờ thì anh em mình cứ xong quay nào là anh em mình chiến quay tiếp theo luôn. Nếu còn nếu như mà muốn cho nó nhanh thì anh em mình có thể hên xui nha. Hên xui bây giờ roll mà nó ra được con Hurry luôn được thì ngon này. Là anh em mình đánh chỉ mất đâu đấy có mấy 30 giây trong một tờ quay đấu thôi thì nó thời gian trận đấu nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà nghe vẻ là ra được con Hurry bây giờ là cũng hơi khó. Phải hên lắm thì nó mới ra, chứ còn bình thường thì nó không ra đâu. Wholesaler này, nên ngay cả Wholesaler mà nó khó ra như thế bây giờ nó ra dễ. Còn những con Hurry thì bây giờ chắc là hơi khó đấy. Bởi vì dạo đây là mình lấy con Hurry là mình phải ra được lúc đầu tiên, ra được trước khi chọn nhân vật mà mình định làm cơ. Thì lúc đấy thì chọn lấy con Hurry trước thì nó mới chắc chắn được. Chứ bây giờ roll như thế này thì khó là khó ra lắm. Trừ tốc chạy quái à, không cần. Bang. Ừ, đúng là không ra được con Katato Ghost Stick Lucky Frostone Gain Spirit Chiran. Không ra được con Hurry thật. Đây là cái mấy con nhân vật nằm trong boss của con Hurry này, nhưng mà cũng không thấy Hurry đâu nhỉ. Thôi, Hurry mà không ra thì anh em mình cứ vào quay 10 thôi. Nhanh gọn lẹ nào. Ấy, đánh đi, đúng rồi. Đánh này chỉ cần knockback thôi, chứ không có gây đam quá nhiều đâu. Chỉ gây một hai đam như này thì không tính tiền rồi. Ấy, đẩy lùi này anh em xem này. Đẩy như này cơ mà. Đẩy ra xa hàng cây như này cơ mà. Đấy. Nó phải như thế. Trời ơi. Ôi trời ơi. Đỡ làm sao được cái tầm này nữa. Tầm này là làm sao mà đỡ được nữa quái ơi. Vào đây là ta đẩy chúng mày ra hết. Chơi cái búa hơi này cũng khá là hay nhá.
xong mình còn giảm đam đi nữa, mình không chơi đam, mình chơi cờ đóng bách cho nên là càng hay hơn. Cái búa này hiện tại nó đang là một trong những vũ khí mà có cờ đóng bách cơ bản cao nhất đấy, bên cạnh cái búa đá. Cái búa là cũng có cơ bản, cái cờ đóng bách cơ bản cao 40 hay là 35 ấy, còn cái búa này thì cũng 40 hay 35 mà. Nên là cả hai cái thì đang đều có cái mốc gọi là cờ đóng bách cơ bản rất là ok luôn. Quên 11 ấy anh em, đẩy chơi cờ nóc bách mà có mấy cái con nó bọc xương này nó xuất hiện á, anh em phải đánh cực kỳ sướng luôn, cứ đẩy nó ra nó lại vào, đẩy nó ra lại vào, đẩy nó ra lại vào ấy. Như anh em nhìn này ấy, sướng không, cực kỳ sướng luôn mà, cứ vào mình lại đẩy, vào mình lại đẩy, vào mình lại đẩy ấy đẩy ra đẩy vào, nhấp nhô liên tục luôn, nhấp nhô theo nhịp luôn. Đây mình đứng vào góc mình nhìn còn rõ hơn này. Ôi, đông thế làm sao mà đẩy kịp, trời ơi. Ít thôi người ta còn đẩy kịp chứ đông quá làm sao mà đẩy kịp. Rồi ôi trời ơi nó đông kinh khủng, nó đông quá, đông thực sự luôn. Rồi đông với chúng tôi này, vẫn lên level cả, vẫn lên level là kinh khủng đấy. Rồi quay tiếp theo luôn của mình hai này. Elite này anh em này, bây giờ thì elite anh em mình cũng có thể cần nóc bách được này, đánh elite cũng cần nóc bách được luôn. Ừ, dồn vào góc đã, dồn vào góc anh em mình đánh góc ấy nó sẽ dễ hơn đấy. Dồn vào góc như này này đấy, đánh này cho dễ đấy, chạy lung tam tung là mình đánh được hết. Ôi đẩy nó ra ngoài mất tiêu rồi. Nhưng mà cờ nóc bách mà giết được con elite này là hơi căng đấy, khó giết nó quá. Cờ nóc bách tính ra thì giết được mấy con thôi chứ mấy con quái to mới lại con elite này hơi khó giết ra. Ấy đánh nó nhiều như này nhưng mà nó có bị mất máu đâu anh em. Anh em nhìn kìa, máu nó vẫn còn nguyên si kìa, nó có mất tí máu ở đâu. Mà trong khi đó là mấy con quái kia nó cứ lao vào mình liên tục ạ. Đồng thế, đồng vai trưởng thế nhở. Ok xong, cuối cùng thì cũng xong này, lấy bừa thôi, không lấy được cẩn thận lúc này đâu. Rồi ok quay 13 nè, nhanh chóng chóng rồi kết thúc thôi nào. Nào vào đây, vào từng quân một. Ui rồi. Đỡ này. Ui sợi ôi. Trông là cũng quái là cũng nâu hốp lắm anh em ạ. Mặc dù đam của mình không có đâu nhưng mà tiếp cận được mình thì cũng là cả một vấn đề đấy. Nan giải lắm đấy. Không phải dễ mà tiếp cận được mình đâu. Làm sao mà tiếp cận được mình cơ chứ? Tiếp cận được mình cho là giỏi luôn. Khó lắm quái ơi. Tầm này rồi thì chúng mày chỉ có khóc khét mà thôi. Làm sao mà đỡ được. Trông đúng là quái nâu hốt thật anh em ạ. Cứ lao vào mình là đẩy ra, lao vào mình là đẩy ra. Nhìn hài thực sự luôn. Mình cứ như kiểu cái lò xo ấy. Chúng nó đạp lên là chúng lại bật ra, đạp lên chúng lại bật ra, đạp lên chúng lại bật ra. Ê nó bị hay. Mà chơi mũ. Ôi con elite này đúng kiểu không tiếp cận được mình luôn này. Cứ lao vào mình lại đẩy ra này, lao vào mình lại đẩy ra đấy. Đẩy lại còn xa nữa chứ. Hay phết đấy chứ nhở. Chơi kiểu này nhìn thú vị thực sự luôn. Đúng là mỗi một kiểu chơi thì nó sẽ có một cái điều thú vị riêng. Anh em mình phải tìm hiểu từng tí một, chơi từng con một thì mới biết được. Chứ không mà ngồi cứ đoán dài đoán non thì hơi khó. Rồi ok chưa nhở, ok chưa nhở. Quân 14, ui mới có quân 14 này. Còn là 6 quay nữa cơ. Khá lâu đấy. 6 quay là cả một vấn đề đấy. Cả một khoảng thời gian đấy. Rồi xong quay 14 này. Chỉ số bỏ đi. Không lấy. Rồi quay 15.
15 nào. Đánh có 2 đam thôi nhìn buồn cười nhỉ. Vốn dĩ thì cái con Pacific này nó cũng nổi cái tính chất của nó là cái việc là anh em mình không nên gây đam cho quái, mà giống cái con Polis ấy. Cái con Polis thì anh em mình chơi thì cũng không nên gây đam cho quái. Gây đam càng bé càng tốt. Thì chuyển sang cái con Pacific này thì anh em mình cũng tương tự luôn, gây đam càng bé càng tốt. Và ở đây mình còn đang bị âm ba mấy nghìn đam cơ. Xong rồi mình không chơi đam, mình chuyển sang mình chơi Knockback. Knockback thì cũng tùy từng con. Có những con quái và bé bé thì mình có thể Knockback rồi chết nó ngay được. Còn có những con thì mình không thể giết cho nó ngay được. Những con quái như kiểu con trâu bò kia là mình không thể giết cho nó ngay trong vòng một cái Knockback được. Đánh phải nhiều lần lắm, gây đam kiểu 1-2 đam như kia thì nó mới dính đam thì nó mới chết thôi. Chứ còn để mà gây đam theo cái kiểu Knockback mà cho nó chết thì hơi khó. Với 16 anh em nhá. Hơi lâu ấy. Với 16 hơi lâu ấy. Chân chìm đắm trong men cay đắng. Đêm này say chết ngất. Dẫu năm tháng ấy còn năm mê ra tiếng tim màu mắt xanh ngời. Lâu quá ta. Con 16 lâu quá trời ơi. Ok, 12 máu. Chỉ số đỏ lòm luôn ạ. Con 17 này. Ui trời đông thế. À Elite à. Quên này lại có Elite à. Ui trời, con Elite kia thì mình không giết được nó rồi. Mình chỉ có đẩy nó ra thôi chứ mình làm sao mà giết được nó. Mấy cái con này thì mình chỉ đẩy nó ra được thôi. Mình giết bây giờ chịu nhá. Cách tốt nhất là mình chỉ đẩy ra thôi chứ còn bảo là gây đam cho chúng nó chết bây giờ thì chịu. Không thể gây đam được. Ui giời, hai máu. Căng thẳng thế. Ui căng thẳng thế, nhiều quái thế. Toàn con quái kiểu mọc sừng như lao vào mình thôi ạ. Mà mấy con này mình thì không cần Knockback được chứ. Căng thẳng quá. Giờ mình mà chuyển sang cái cung độc thôi hoặc cái dao độc thôi là anh em mình clear bọn nó dễ dàng ngay. Mà thôi, đang chơi cái Knockback rồi thì thôi. Nhưng mà tí nữa đến Q20 thì chắc là phải chuyển sang cái dao thật đấy. Bởi vì đánh con boss nó nhanh. Chứ mà Knockback thì anh em mình lại phải đợi 90 giây lâu lắm. Chuyển sang sử nó cái dao độc ấy, gây độc cho nó nhanh. Cái dao đấy thì anh em mình cũng chả cần phải sao nhỉ? Quá đam đúng không? Anh em mình chỉ cần gây độc thôi là đã đủ rồi. One name worker soldier rebel. Tính ra bây giờ mà mình mà lấy rebel vào phát là mình thành dương đam luôn đấy. Mình dương 30.000 đam luôn. Là đam là ối rồi ngay. Rồi, quay tiếp theo, quay 19. 19 nốt quay này nữa thôi. Quay sau thì anh em mình chỉ cần lấy cái dao độc thôi là anh em mình có thể giết được quái rồi.
Rồi, đã đến lúc nói lời chào, đã đến lúc thay đổi vũ khí, bán đi. Chuyển hết sang cái dao độc này. Nào, nhưng mà quan trọng là anh em mình muốn chơi cái dao hoa hồng đen này hay là cái dao này hay là cái này. Cái này thì cũng có thể gây áp là 25%, cái này thì 25% toxin, còn cái này thì 20%. Thôi chơi xử nó cái popstick kìa đi. Cái này được 25% cây độc, cái kia được có 20% thôi. Cũng được. Nào. Cái này còn có thể giết được quái chứ. Cái búa vừa nãy thì chịu nha. Cái búa vừa nãy thì chịu, anh em mình sẽ không giết được quái bằng cái búa vừa nãy đâu. Cái này đánh quái nó còn dính đam, nó còn bị mất máu, chứ còn cái búa vừa nãy chắc giết con elite này thì còn lâu. Hết 90 giây thì may ra giết được. Rồi, chuẩn bị chết hai con luôn này. Nói thế chứ chơi với cái này anh em mình cũng mất đối với hơn 30 giây đấy. Không phải là nhanh đâu. Do là nó phải apply time độc vào nữa. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình về 300 con Pacific nha. Nếu như anh em thấy video hay để cho mình like, subscribe kênh, đừng quên comment xuống phần bình luận nha. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.